Hey, chào tất cả các bạn. Hôm nay lần đầu tiên mình cho lên sóng cái shop Amigo Guitar Shop của mình nhé. Thì lần đầu tiên quay một vòng để cho các bạn thấy được là trong shop mình có đàn, phơ, amply, rồi dây giác đủ thứ cả, để các bạn có thể tin tưởng hơn trong việc là mình khi mà có nhu cầu có thể ủng hộ shop của Đặng Khoa nhé. Chúng ta bắt đầu đi vòng nhé. Rồi, từ ngoài cửa vào nhé các bạn. Đây shop nhỏ của mình. Đây. Bên này đang thô, trên thì mình cũng treo rất là nhiều cây đàn. Bên dưới đây cũng để rất là nhiều ha. Bên đây nữa đây. Đây có các cây đàn. Bây giờ chúng mình nhìn sơ qua một tí ha. Đây là các bạn có thể thấy là số cây mới về của ông Amigo đây. Đó, cây mới về 24 phím nè ha. Đó, màu cũng rất là đẹp ha. Les Paul hoặc là 24 phím, 22 phím luôn. Trong này có cây 7 dây của mình đây. Cây này cây 7 dây đây. Không muốn có dịp lên sóng vô bạn chưa coi sẽ làm clip giới thiệu về 7 dây cho bạn nghe nha. Rồi vòng qua bên này thì các bạn có thể thấy là mình ở đây có các phụ tùng khá là nhiều. Dầu lau dây nè. Rồi bên này là dây nhợn nè, rồi strap nè, đặc biệt ở đây là phơ, GT1, zoom, zoom, ha. Cái này có E200, đó, rồi đầu nghề để tác chiến ở đây ha, em sẽ chỉnh sửa cho anh em, đầy đủ, ha, nút đạp màu, pick, đấy. Này có thể thấy trên này là các cây guitar thô, có cái một số cây cao cấp. Dù cây đầu tiên các bạn nhìn thấy ở đây là cái cây cọt NDX, cây này cũng rất là hay ha, sẽ lên sóng sao ha. Tiếp theo là một cây custom của bác Ngọc Thức, cây này mới, nếu các bạn đóng nó khoảng 3 mấy triệu á, mình có một cây này thì từ sẽ lên sóng cho bạn bán giá rẻ ha. Đây một số cái cây thô shop mình có, mình thấy ha. Góc này là một số cái cây đàn second hand đây. Đàn second hand này các bạn thấy có thể là thương hiệu Alios nè. Ở đây là Passiva của Yamaha nè. Rồi tương tự bên này. Phía trên thì là một số cây mình trưng bày của Amigo mới treo lên ha. Các bạn thấy không, là có mấy cây Blackheart nè. Rồi Amigo màu vàng, màu gold, cái 24 phím nữa. Phía dưới này là những cái cây mà Blackheart hoặc là Incinedo cũng là hàng mới ha, một số sen hàng giới thiệu. Bên này đây, hai cây màu đỏ này là các bạn thấy một cây 24 phím, cây 22 phím Strat đây. Còn mấy cây Amply second hand các bạn có thể thấy là ở đây có khá là nhiều, để cho các bạn có thể khi mà đến các bạn thử vô tư luôn. Đây, ngoài hàng cũ mình có một vài cái em mới cũng rất là ngon, ví dụ em Marshall này ha, MG101FX, còn này cũng rất là hay và hoành tráng. Nếu mà các bạn về các bạn đánh có thể là trong phòng ở nhà thì thấy hàng sớm sẽ qua gõ cửa đó nhé. Ở trên này thì bạn thấy có một vài cái hình này của danh thủ Gary Moore ha. Đây người mình rất là yêu thích cho nên treo ở đây để lấy cảm hứng ha. Đây là Buster Bumblefoot, cuối năm 2019 như giờ mình về ra em toàn có đi xem. Cái tấm này là mình có chụp của đó chung của đó thì dẫn lên. Ở bên này cũng vậy. Đây là tấm hình của hai anh em mình. Rồi đây là một cái đặc biệt mà các bạn xem cái kênh mình thì thấy cái nút bạc của YouTube của kênh ghi học đàn guitar.net 100.000 subscriber thì hiện tại nó đã lên tới 130.000 này hơn rồi các bạn. Và các bạn hãy ủng hộ kênh mới của mình Guitar for Freedom nhé, để cho nó mau có cái nút bạc nha. Ok, vừa rồi là một cái vòng sơ lược nhỏ nhỏ giới thiệu về cái shop của mình. Thì hy vọng là các bạn khi mà có nhu cầu mình rất chào mừng các bạn, nếu có điều kiện hãy đến shop trải nghiệm. Không nhất thiết phải mua cả, các bạn có thể đến để trải nghiệm cái cây đàn, chúng ta có thể chia sẻ học hỏi với nhau, hoặc là các bạn đến để thử, để rút ra một cái kinh nghiệm trước khi mình lựa chọn một cái cây đàn guitar chẳng hạn.
thì các tầm giá ở đây nó rất là thấp, 1 triệu mấy nó đã có rồi. À, vài cái Amply cũng vài trăm nó cũng có, 1 triệu mấy cũng có, từ từ các cao cấp hơn 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 1 triệu, thậm chí có 10 mười mấy triệu cũng sẽ có. À, sau này mình sẽ cố gắng mang về những cái cây đàn cao cấp hơn, nhiều dòng khác nhau để các bạn có thời gian trải nghiệm. À, cảm ơn đã ủng hộ Đăng Khoa trong suốt thời gian qua. À, rất nhiều bạn ở các tỉnh thành xa xôi, thậm chí như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, rồi Cần Thơ, Cà Mau thì cũng đặt hàng ở đây, và mình có dịch vụ liên kết với lại Viettel có thể giao đến tận nơi cho bạn, hoặc một số chành xe tin tưởng giao hàng tận nơi cho bạn đi, đảm bảo không có bị hư hỏng gì cả. Hãy nhớ subscribe kênh Guitar for Freedom nếu bạn chưa subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.